Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, hé lộ những nhân vật lãnh đạo hàng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam sau Đại hội Đảng 13. Một nhà nghiên cứu và hai người khác nắm những thông tin hậu trường chính trị Việt Nam mới đây đã hé lộ cho chúng tôi biết về những nhân vật nhiều khả năng sẽ nắm giữ các vị trí lãnh đạo hàng đầu sau Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 sẽ được diễn ra vào trung tuần tháng Giêng năm 2021 tới đây. Những tên tuổi được xem là sáng giá nhất và được nêu ra gồm các ông Trần Quốc Vượng, Phạm Bình Minh, Vương Đình Huệ, Lương Cường, Phan Đình Trạc và bà Trương Thị Mai. Từ Australia, giáo sư Cạ Thầy Ơ thuộc Đại học New South Wales đưa ra các phân tích rằng ông Trần Quốc Vượng là ứng cử viên nổi bật nhất cho chức Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông ấy có bề dày kinh nghiệm qua thời gian công tác ở Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và các cơ quan của Đảng gồm có Chánh văn phòng Trung ương Đảng năm 2011, Ủy viên Ban Bí thư tháng 5 năm 2013 và chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương 2016. Việc ông được bổ nhiệm làm Thường trực Ban Bí thư vào tháng 3 năm 2018 đã đưa ông trở thành nhân vật cấp cao trong hệ thống tôn ti trật tự của Đảng. Giáo sư Cạ Thầy Ơ, nhà nghiên cứu lâu năm về Việt Nam, viết cho chúng tôi. Nhắc đến truyền thống bất thành văn trong chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam là vị trí lãnh đạo cao nhất của Đảng thường giao cho các những người có gốc gác là miền Bắc. Vị giáo sư của Học viện Quốc phòng Hoàng gia Úc, Đại học New South Wales đã đề cập đến yếu tố của ông Trần Quốc Vượng có quê là ở Thái Bình và gọi đó là một điểm cộng cho ông ta. Về lý thuyết thì ông Trần Quốc Vượng năm nay 67 tuổi đã quá tuổi để tiếp tục đứng trong bộ chính trị, có vai trò đầu não của Đảng trong khóa tới. Mặc dù vậy thì giáo sư Cạ Thầy Ơ cũng chỉ ra rằng ông Vượng có thể có phần chắc sẽ được Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam nhận là trường hợp ngoại lệ đặc biệt theo một quy định giống như hồi tháng 2 năm 2020 của Đảng. Theo kế hoạch trước đại hội thì ông Nguyễn Phú Trọng sẽ nhường ghế cho ông Trần Quốc Vượng, nhưng Thủ tướng KLMV Nguyễn Xuân Phúc không chấp nhận điều này. Do đó ông Phúc đã chiêu dụ nhiều tướng lĩnh công an nhằm làm yếu thế của ông Trần Quốc Vượng trước đại hội. Do đó ông Trọng sẽ phải ngồi lại để tránh việc ông Vượng có thể bị thôn tính. Lưu ý đến các điểm mấu chốt gồm kế thừa phát triển đảm bảo bền vững trong công tác nhân sự của Đảng. Ông Nguyễn Như Phong, một cựu đại tá an ninh nói về VOA tiếng Việt từ Hà Nội rằng ông Trần Quốc Vượng được chọn làm ứng cử viên cho chức Tổng Bí thư là một điều logic. Tuy nhiên, ông Phong, nguyên phó tổng biên tập báo Công an Nhân dân và nguyên tổng biên tập báo mạng Petro Times thận trọng nói thêm rằng vấn đề nhân sự cấp cao hiện vẫn đang là bài toán khó trong Đảng mà có thể phải chờ đến Đại hội Trung ương sắp tới mới có thể sáng tỏ. Trong khi đó, một nguồn tin thân cận với lãnh đạo Việt Nam cho VOA hay rằng quá trình chuyển giao quyền lực có thể không êm thấm như dự báo của giáo sư Cạ Thầy Ơ và cựu đại tá an ninh Nguyễn Như Phong. Nguồn tin đề nghị ẩn danh tiết lộ với VOA tiếng Việt rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ vẫn tại vị thêm một nửa nhiệm kỳ nữa, khoảng 2 năm, để phòng ngừa xung đột quyền lực trong nội bộ của Đảng. Nguồn tin đưa ra lý giải rằng theo kế hoạch thì trước đại hội thì ông Nguyễn Phú Trọng sẽ nhường ghế cho ông Trần Quốc Vượng và đồng thời giao Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an cho ông Vượng, nhưng Thủ tướng KLMV Nguyễn Xuân Phúc không chấp nhận điều này. Do đó, ông Phúc đã chiêu dụ nhiều tướng lĩnh công an nhằm làm yếu thế của ông Trần Quốc Vượng trước đại hội. Do đó, ông Trọng sẽ phải ngồi thêm một nửa nhiệm kỳ nữa để tránh việc ông Vượng bị thôn tính, mà như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến an toàn của ông Trọng sau khi rời chiếc ghế quyền lực nhất hiện nay. Về bức tranh chính trị rộng hơn, nguồn tin nói phe cánh lãnh đạo gốc miền Nam sắp tới sẽ gặp nhiều bất lợi khi mà Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình sẽ rời ghế, Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh sẽ đến tuổi nghỉ hưu. Tương tự đối với Thứ trưởng Quốc phòng Trần Đơn và trước đó là Trung tướng Phan Văn Việt đã rời ghế Tổng cục
Phó Tổng cục 2, nhiều quyền lực thuộc Bộ Quốc phòng. Ông Phạm Bình Minh được biết đến rộng rãi trên trường quốc tế, nói tiếng Anh lưu loát, có bằng thạc sĩ của Đại học Tufts ở Mỹ, và tất cả những yếu tố này đều phục vụ tốt cho Việt Nam trên trường quốc tế và đặc biệt trong quan hệ Việt Nam với các đối tác chiến lược, theo giáo sư Cạ Thế Ơ. Lâu nay ở Việt Nam tồn tại luật bất thành văn rằng người đứng đầu Đảng Cộng sản có thực quyền quyết định chiến lược cao nhất phải là người miền Bắc. Trước Chủ tịch nước có tính nghi lễ là chính, có thể giao quà lại cho người miền Bắc hoặc người miền Nam, và chức Thủ tướng điều hành hoạt động hàng ngày của các bộ ngành thường trực được giao cho người miền Nam hoặc người miền Trung. Kể từ khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang đột ngột qua đời vì căn bệnh lạ năm 2018, chức vụ này được ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp quản và đảm nhiệm luôn cho đến ngày hôm nay. Liệu Việt Nam có trở lại với cơ cấu tứ trụ gồm có 4 người khác nhau nằm trong 4 chức vụ riêng rẽ, đó là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội hay không? Được giáo sư Cạ Thế Ơ ở Australia cho là điều khó dự báo nhất. Thưa quý vị và các bạn, nếu cơ cấu tam trụ được duy trì thì ông Vượng mặc nhiên đồng thời nắm 2 chức Tổng Bí thư và Chủ tịch nước. Nếu cơ cấu tứ trụ được khôi phục thì ông Phạm Bình Minh sẽ là một ứng viên mạnh cho chức Chủ tịch nước vì ông ấy có bề dày kinh nghiệm trong chính phủ và cương vị Phó Thủ tướng. Và đến Đại hội Đảng, ông ấy cũng đã có 2 nhiệm kỳ làm Bộ trưởng Ngoại giao. Theo giáo sư Cạ Thế Ơ trao đổi với phóng viên của đài VOA tiếng Việt qua email. Bề dày kinh nghiệm trong chính phủ là một trong những tiêu chí chính đối với chức Chủ tịch nước, giáo sư nhấn mạnh, đồng thời nhắc đến các phẩm chất khác của ông Phạm Bình Minh, gồm được biết đến rộng rãi trên trường quốc tế, nói tiếng Anh lưu loát, có bằng thạc sĩ và học tại Tufts ở Hoa Kỳ. Tất cả những yếu tố này đều phục vụ tốt cho Việt Nam trên trường quốc tế, đặc biệt là trong quan hệ Việt Nam với các đối tác chiến lược, giáo sư Cạ Thế Ơ nhận định. Cựu đại tá an ninh nhà báo kỳ cựu Nguyễn Như Phong ở Hà Nội thì cho rằng cơ cấu tứ trụ sẽ quay trở lại. Ông cũng nhận xét rằng ông Phạm Bình Minh là ứng cử viên rất tốt cho chức Chủ tịch nước. Ẩn số Vương Đình Huệ, 2 bộ trưởng, sức mạnh. Về nhân vật có thể trở thành Thủ tướng, giáo sư Cạ Thế Ơ đặt cược vào ông Vương Đình Huệ, hiện là bí thư thành ủy thành phố Hà Nội. Ông Huệ dường như là một người hội đủ các tiêu chuẩn nhất trong số các ứng cử viên. Trước khi làm lãnh đạo Đảng ở Hà Nội, ông Huệ từng là Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng Tài chính và Trưởng ban Kinh tế Trung ương. Ông có quê Nghệ An, giáo sư Cạ Thế Ơ nói. Tuy nhiên, nhà báo kỳ cựu Nguyễn Như Phong nhận xét với VOA rằng trong chính giới ở Hà Nội, ông Vương Đình Huệ bị xem là một ẩn số và đang nhận những đánh giá trái chiều. Cá nhân của ông Phong không thấy ấn tượng về ứng cử viên cho chức Thủ tướng này. Trong nền chính trị Việt Nam, 2 bộ trưởng quốc phòng và công an nắm vai trò then chốt bảo vệ chế độ. Nguồn tin ẩn danh của chúng tôi không chỉ tiết lộ về nguy cơ xung đột quyền lực giữa phe Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với phe của Thủ tướng KLMV Nguyễn Xuân Phúc, mà còn cho biết Bộ trưởng Quốc phòng khóa tới gần như là Đại tướng Lương Cường, chủ nhiệm Tổng cục 1, tức Tổng cục Chính trị. Hiện có những mối nghi ngờ rằng ông Cường có lợi thế vì được thế lực nước ngoài hỗ trợ và được xem là mắt xích quan trọng để thế lực đó gây ảnh hưởng đến chính sách chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nguồn tin được tiếp cận với các quan chức cấp cao nói với phóng viên. Theo thông tin của Quân đội Nhân dân Việt Nam thì Đại tướng Lương Cường, 63 tuổi, người Phú Thọ, đã tham gia cuộc chiến tranh biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Ông từng là chính ủy quân đoàn 2, chính ủy quân khu 3. Năm 2016, ông được bổ nhiệm làm chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Giáo sư Cạ Thế Ơ cũng dự báo với phóng viên rằng ông Lương Cường sẽ trở thành Bộ trưởng Quốc phòng. Vẫn nguồn tin đề nghị ẩn danh nói thêm với chúng tôi rằng Trung tướng quân đội Võ Minh Lương gần như sẽ trở thành Thứ trưởng Quốc phòng và cơ cấu để tiếp tục thăng tiến đến chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
Nói về Bộ Công an thì nguồn tin nói rằng hầu như có phần chắc chắn là ông Phan Đình Trạc sẽ là Bộ trưởng Bộ Công an thay thế cho ông Tô Lâm đang bị bệnh ung thư bao tử. Ông này có lợi thế là từng kiêm chức vụ đại tá công an trước khi làm trưởng ban nội chính. Đây cũng là mắt xích quan trọng mà ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kỳ vọng sẽ hỗ trợ cho ông Vượng. Do ông Trạc này là người gốc Nghệ An, được xem là dạng trung thành với đảng nhất, nguồn tin cung cấp thêm với chúng tôi. Trước đây, ông Phan Đình Trạc đã nắm các chức vụ giám đốc công an tỉnh Nghệ An, chủ tịch Ủy ban Nhân dân, bí thư tỉnh ủy Nghệ An, trước khi trở thành trưởng ban nội chính trung ương vào cuối tháng 2 năm 2016. Nguồn tin riêng của chúng tôi nói rằng ông Trạc rất giàu và theo một tài liệu mật mà nguồn tin được xem, quan chức này không ngần ngại kê khai tài sản cá nhân đối với đảng là ông có lượng tiền mặt rất lớn, chưa kể tài sản chìm và nổi. Cơ cấu chính trị Việt Nam, vai trò lãnh đạo quốc hội ít nhất được chú ý đến nhất trong số tứ trụ, do cơ quan lập pháp này bị xem là con dấu củ khoai. Dù trong những năm gần đây, Quốc hội gây được một số tiếng vang cho cử tri và các phiên chất vấn về một số bộ trưởng hay tranh luận và thảo luận về các luật. Theo giáo sư Cạ Thế Ơ dự đoán là bà Trương Thị Mai sẽ là chủ tịch Quốc hội vào năm sau dựa trên hai cơ sở. Thứ nhất là bà Mai được xem là có đủ phẩm chất trong số các ứng cử viên đạt tiêu chuẩn. Bà có bằng cử nhân luật và bằng thạc sĩ quản trị công và đại biểu quốc hội từ khóa 10 năm 1997, do đến khóa 13 năm 2016 và được bầu vào Trung ương Đảng năm 2011. Thứ hai là bà là phụ nữ duy nhất còn lại trong số các ủy viên Bộ Chính trị đương nhiệm, giáo sư Cạ Thế Ơ nói với chúng tôi. Đánh giá chung về công tác chuẩn bị cho đại hội đảng và vấn đề nhân sự, cựu đại tá an ninh nhà báo kỳ cựu Nguyễn Như Phong đưa ra bình luận rằng mọi việc đang diễn ra rất bài bản và chỉnh chu. Song ông lưu ý rằng còn hơn 5 tháng nữa mới đến đại hội và mọi dự báo từ nay đến đó vẫn chỉ là những dự báo mà thôi. Còn những chuyện xảy ra như thế nào thì cũng một phần dựa vào những tin mật mà chúng tôi đã nhận được. Còn một phần nữa lại do quyết định của ông Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng. Ông Trọng thì rất lo sợ rằng sau khi rớt đài khỏi hai chiếc ghế quyền lực nhất hiện nay thì ông sẽ bị những kẻ không phải là tay chân của mình lên nắm quyền và sẽ đưa ông vào lò giống như ông đã từng đưa những kẻ khác vào lò. Vì lý do này, có thể ông Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước thêm một nửa nhiệm kỳ nữa. Và sau đó thì sẽ giao cho ông Trần Quốc Vượng là người kế thừa những gì của ông đang có. Và lúc đó thì chắc chắn ông về hưu mới được an toàn. Còn như hiện nay thì với tình hình của Nguyễn Xuân Phúc hiện nay, Nguyễn Xuân Phúc muốn đá văng Trần Quốc Vượng ra chính trường bất cứ lúc nào. Và điều này thì rất nguy hại cho tính mạng của Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng. Nếu như ông hạ cánh vào lúc này thì hoàn toàn không hề an toàn một chút nào. Và điều đó là một điều ông cần phải cân nhắc một cách kỹ lưỡng trước khi ra quyết định cuối cùng là sẽ giao cho ai ngồi vào chiếc ghế của mình. Nếu như không thì chính ông đã đang đốt lò, đốt củi chính bản thân của mình. Và điều đó là rất nguy hại. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.